vô mùa chị ơi, mấy chị có ghé mua bánh nấu giùm em nha. Bánh nấu ba chạng nha. Bánh nấu này của người Hút Kiến, người Tàu mà em gói theo người Hút Kiến nha mấy chị. Tôm khô, a nếp, tôm khô hoặc đậu phộng, thịt, nấm hoặc vịt muối, hoặc sen, tỏi, tôm khô, hoặc vịt muối. Mấy chị có ủng hộ giùm em nha. Số nhà em 42 xẹt 7 đường Chu Văn An, phường 1, quận 6. Số điện thoại của em là 091 818 7170. Mấy chị có mua bánh đó thì điện thoại cho em nha, nhắn tin em thì em không có biết chữ nên em không có biết đọc được. Mấy chị ủng hộ giùm em, số cái điện thoại cho em là em bắt máy ra ủng hộ giùm. Đây cái phần bánh, phần thịt này nè, lát mà là em ướp, giờ này em mới rửa sạch sẽ, em chưa có ướp tới. Này là em ướp rồi nè mấy chị, đó ướp thịt giống vậy đó, thâu thịt giống vậy đó. À, một chút xíu này là em gói hết trống tôm khô này, nếp hoặc vịt muối này là một chút xíu nữa em mới đập tiếp nữa, em đập như đây thôi đó. Vịt này một chút xíu em mới đập, núng đồ là còn thiếu đủ gì một chút xíu nữa, hầm nó chưa còn rồi. Mấy chị có mua giùm em nha. Bánh bữa nay là em giao từ đêm gói tới sáng đem luôn. Mấy chị mà có mua thì điện cho em. Nhắn điện cho em nha, đừng nhắn tin nha, nhắn tin em không có biết chữ đâu á nha, em không có biết đọc đâu á nha mấy chị, cứ alo là em bắt máy. Cái phần bánh này là người ta đặt nè, em tranh thủ em gói từ đây tới sáng là hết đống tôm khô, đống thịt, đống hộp vịt muối, bắt đầu ngày mai em mới làm tiếp nữa. Mấy chị có kia có mua thì mua giùm nha, em gói sáng đêm á, em gói bữa mà bắt đầu em vô gói nè, mùng 1, mùng 2, mùng 3, mùng 4, mùng 5. Em gói 5 ngày tranh thủ cho mấy bạn hàng. Hết mùng 4 à. Hết mùng 4 nhưng mà giao bánh cho người ta mùng 5 người ta mới bán. Con giao cho mối thôi. Còn nhiêu là có đặt thì giao mùng 5, còn có đặt thì thôi, không có bán mùng 5. Bánh mùng là muốn bán mùng 5 là bánh đặt cho người ta giao đủ số lượng thôi. Còn mấy chị muốn mua là vô buổi mua mùng 4 nha. Mùng 5 em không có nhận. À, mùng 5 em giao cho mấy người bán, em bỏ sỉ cho mấy người ta bán lại. Điện thoại của em là 091 818 7170. Bánh đóng này là em gói sáng đem nha mấy chị. Từ đây tới sáng là mấy chị có bánh ăn rồi đó. Bánh một cái 65.000 với 75.000, 75.000 hai trứng hộp sen, thịt tôm khô hoặc vịt muối, đậu phộng, nếp, tỏi, hộp sen. Rồi, có gì mấy chị liên hệ giùm em nha. Đường 42 xẹt 7 Chu Văn An, phường 1, quận 6 nha mấy chị. Rồi, giờ em bye bye nha, em đi gói bánh rồi đó, tranh thủ để chiều nay tới tối luôn, sáng đêm. Bye bye nha mấy chị, có gì điện thoại cho em nha mấy chị ơi.